Film Factory xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu một bộ phim truyền hình hành động của Mỹ, kể về một cô gái trẻ sinh ra đã mang sứ mệnh của một sát thủ, sở hữu các kỹ năng của một siêu chiến binh. Mời các bạn xem phim. Người đàn ông này đang đi vào một cơ sở bí mật của CIA tại Romania. Anh ấy tên là Eric, cựu đặc vụ CIA. Eric ngồi chờ đến khi đồng hồ chỉ 3 giờ sáng. Đó là lúc các nhân viên thực hiện quá trình khử nhiễm. Nhân cơ hội đó, Eric lẻn vào phòng thay đồ và lấy cắp một bộ đồng phục của nhân viên. Sau đó ung dung đi vào phòng chăm sóc những đứa trẻ sơ sinh. Anh ấy bế một bé gái và nhanh chóng rời đi. Trong lúc cắt hàng rào, thép gai để thoát khỏi đó thì có tiếng bảo vệ đi đến. Eric vờ trình thẻ nhân viên rồi lập tức tấn công hai người. Chỉ trong một nốt nhạc, hai người bảo vệ đã bị Eric hạ gục. Sau khi thoát khỏi cơ sở của CIA, anh ấy bế đứa bé chạy ra đường cái, nơi một người phụ nữ đang chờ anh ở đó. Hai người nhanh chóng lên xe bỏ chạy trước khi lực lượng bảo vệ đuổi tới. Thì ra bé gái đó chính là con của Eric với người phụ nữ tên là Johanna. Vị trí của hai người đã bị lộ. Eric vội vàng đưa vợ con trốn khỏi tòa nhà. Sau đó lấy cắp một chiếc xe đỗ gần đó chạy thoát trước khi các đặc vụ của CIA phát hiện ra. Hai người cố gắng chạy vào khu rừng ở Bukovina. Tuy nhiên chiếc xe đã bị trực thăng của CIA phát hiện. Họ bắt đầu nã súng vào chiếc xe. Eric bẻ lái rời khỏi đường cái chạy vào rừng thoát khỏi tầm quan sát của trực thăng. Thật không may, trước mắt họ là một bãi đất trống. Hai người không còn lựa chọn nào khác, họ buộc phải vượt qua để đến khu rừng bên kia. Bỗng chiếc trực thăng bất ngờ xuất hiện nã đạn xối xả khiến chiếc xe mất lái đâm vào một gốc cây. Người mẹ đã không qua khỏi sau vụ tai nạn. Vài phút sau, chiếc xe nổ tung trước sự chứng kiến của các đặc vụ CIA. Để chắc chắn nạn nhân đã chết, một nữ đặc vụ tên là Marissa đã đi đến kiểm tra. Tuy nhiên, Eric đã kịp bế đứa bé chạy thoát khỏi đó. 16 năm sau, đứa bé giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp tên là Hannah. Cô ấy sống biệt lập trong một khu rừng ở Ba Lan cùng với người cha của mình. Eric đã huấn luyện Hannah trở thành một nữ sát thủ. Cô ấy sở hữu những kỹ năng tuyệt vời nhất của một sát thủ chuyên nghiệp. Ngoài việc rèn luyện các kỹ năng chiến đấu và sinh tồn, Hannah còn được cha dạy nói rất nhiều thứ tiếng. Eric luôn nhắc nhở con gái mỗi ngày về những nguy hiểm của thế giới bên ngoài. Ông luôn đặt ra những giới hạn mà Hannah không thể vượt qua. Tuy nhiên, Hannah luôn tò mò và khao khát khám phá thế giới bên ngoài. Cô thường đứng trước làn ranh đỏ mà cha cô vạch ra và tự hỏi tại sao cô không thể rời khỏi khu rừng này. Trong một lần luyện tập thể lực, Hannah đã tình cờ vượt qua khỏi ranh giới mà cha cô đặt ra. Đây là lần đầu tiên trong đời cô ấy rời khỏi khu rừng của mình. Hannah cứ thế bước đi cho đến khi cô nghe thấy tiếng động cơ và thận trọng quan sát. Một lúc sau, cô ấy quyết định đi đến chỗ người thanh niên đang cắt cây tên là Arofio. Sau khi cố gắng giao tiếp với Hannah và đưa cho cô ấy một thanh kẹo sô-cô-la, anh ấy nhận ra Hannah có gì đó không ổn nên đề nghị gọi điện cho bố mình giúp đỡ Hannah. Ngay lập tức, Hannah bẻ tay anh ấy khiến anh ta vô cùng tức giận chửi thề rồi lên xe phóng đi. Tối hôm đó, Eric mắng Hannah vì cô đã tự ý bỏ ra ngoài. Tuy nhiên, Hannah bắt đầu tỏ ra bướng bỉnh và cãi lại cha của mình. Ngày hôm sau, Hannah quay trở lại chỗ Arafio. Hai người bắt đầu trò chuyện một cách cởi mở hơn. Hannah nói với Arafio rằng cô ấy muốn biết bên ngoài khu rừng có những gì. Arafio rất ngạc nhiên khi nghe thấy điều đó. Ngay lập tức, anh ấy chở Hannah đi dạo quanh khu rừng. Lần đầu trong đời, Hannah được tận hưởng cảm giác tự do. Arafio dẫn cô ấy đến một trạm thu phát sóng. Sau đó, hai người leo lên trên. Họ ngắm các vì sao và cùng nhau tâm sự. Khi hai người chuẩn bị trao cho nhau nụ hôn đầu đời thì bất ngờ có tiếng chó sủa bên dưới. Những người lính lập tức khống chế Arofio, nhưng Hannah đã kịp chạy thoát khỏi đó. Eric tỏ ra vô cùng lo lắng vì sợ họ sẽ tìm ra nơi ở của hai cha con. Đêm hôm đó, Eric đưa cho con gái một tấm ảnh và nói rằng người đàn bà trong ảnh là kẻ đã giết chết mẹ của Hannah. Cô ấy hiểu rằng đó chính là lý do mình được huấn luyện và cô đã sẵn sàng. Việc đột nhập vào trạm thu phát sóng nhanh chóng đến tay các đặc vụ của CIA. Lời khai của Arafio về Hannah khiến họ bắt đầu liên tưởng đến sự mất tích của Eric và đứa bé cách đó 16 năm. Đêm hôm đó, Hannah không tài nào chợp mắt được nên đã rón rén đi ra ngoài. Được một lúc thì Hannah phát hiện ra điều gì đó, nghe tiếng gọi gấp gáp của con gái. Eric lập tức chạy ra ngoài. Hannah nói rằng cô nghe thấy tiếng ba chiếc trực thăng đang bay gần đó. Hai cha con nhanh chóng thu dọn đồ đạc và rời đi. Quả nhiên có ba chiếc trực thăng xuất hiện. Rất đông các đặc vụ được điều động để truy đuổi cha con Eric. Người phụ nữ tên là Marissa theo dõi toàn bộ quá trình đột nhập. Lúc này, hai cha con Hannah đang cố gắng chạy nhanh nhất có thể. Bỗng họ gặp một người lính gần đó. Eric nhẹ nhàng cướp súng trong khi Hannah lạnh lùng kết liễu anh ta. Hannah nói rằng cô ấy cảm thấy chúng đang bao vây hai người. Họ buộc phải chia thành hai hướng đi. Nếu không gặp lại nhau, Hannah sẽ tự gửi bưu thiếp theo địa chỉ của Eric cho mình. Ông ấy dặn dò Hannah rất kỹ về thân phận của mình, đồng thời nhấn mạnh rằng
Marissa là người đàn bà dối trá và tuyệt đối không được tin tưởng à? Sau khi Eric rời đi, Hannah nhặt chiếc bộ đàm và chạy thật nhanh cho đến khi nghe thấy cha cô đã nằm trong tầm ngắm và có người đã ra lệnh giết ông ấy. Hannah nhanh trí kêu cứu khiến người lính phân tâm và mất dấu Eric. Một lúc sau, những người lính tìm thấy Hannah trong tình trạng hoảng loạn. Hannah nói rằng cô ấy đã bị cha bỏ lại đó bởi vì cô quá chậm. Ngay lập tức, Marissa lệnh cho những người lính đưa Hannah về và liệt cô ấy vào dạng tình nghi khủng bố. Ngày hôm sau, Hannah được đưa về một cơ sở của CIA ở Morocco. Họ bắt đầu thẩm vấn cô ấy. Tuy nhiên, Hannah không trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Một lúc sau, Hannah nói với người thẩm vấn rằng cô ấy muốn nói chuyện với Marissa. Ở một nơi khác, Sophie đang chuẩn bị cho chuyến đi trong kỳ nghỉ cuối tuần cùng gia đình. Cô ấy cũng đang trong độ tuổi nổi loạn như Hannah, luôn tỏ ra bướng bỉnh và bất cần. Sophie là một người phóng khoáng trong quan hệ tình cảm của mình. Kỳ nghỉ của gia đình Sophie không mấy suôn sẻ, chiếc xe bị thủng lốp giữa sa mạc, trong khi cha mẹ của Sophie lại to tiếng với nhau. Chứng kiến điều đó trong tình trạng nóng nực và thiếu nước, Sophie giận dữ bỏ đi. Quay trở lại với Hannah, một đặc vụ tên là Richard tự nhận mình là Marissa đến gặp Hannah. Cô ấy cố gắng khai thác thông tin của Eric từ Hannah. Sau khi kể về việc Eric từng làm việc cho CIA, Richard nói rằng chính Eric đã giết chết mẹ của Hannah khiến cô ấy tỏ ra xúc động ôm chầm lấy Richard. Nhưng Marissa đã nhận ra Hannah đang giả vờ. Họ lập tức ra lệnh hủy nhiệm vụ. Nhưng Hannah đã kết liễu Richard, sau đó hạ những người còn lại bên trong căn phòng và bỏ chạy khỏi đó. Hannah ra tay rất lạnh lùng, sau đó ung dung bước ra ngoài trong bộ quân phục của người lính. Cô ấy đi theo một đường hầm dẫn ra sa mạc. Ngay lập tức, những chiếc xe chuyên dụng của quân đội được huy động để tìm kiếm Hannah. Lúc này, Sophie đang bất lực kêu cứu nhưng không thể gọi điện cho gia đình vì điện thoại không có sóng. Tình cờ cô ấy gặp Hannah, Sophie lập tức chạy đến bắt chuyện với Hannah. Hai người nhanh chóng trở thành bạn đồng hành của nhau. Họ đi được một đoạn thì Hannah nghe thấy tiếng động cơ, hóa ra đó là chiếc xe của gia đình Sophie. Trên xe, bố mẹ Sophie không ngừng hỏi về gia đình của Hannah. Cô ấy nói rằng bố cô làm kế toán ở Amsterdam, mẹ cô đã mất và cô được cha khuyến khích sống tự lập. Trong khi đó, Marissa trở về căn hộ của mình và không ngừng nghĩ về cái chết của Richard. Cô ấy lấy một tờ giấy giấu bên dưới sàn nhà và đọc nó với tâm trạng vô cùng lo lắng. Tối hôm sau, Marissa đến một quán bar gặp người đồng nghiệp cũ của mình. Cô ấy tiết lộ rằng Eric vẫn còn sống. Thì ra cô ấy không thể dùng lực lượng công của mình, vì vậy đã tìm đến anh ta để truy tìm cho con Hannah. Lúc này, Hannah phải chia tay với gia đình Sophie. Sau khi xuống xe, cô ấy đi lang thang vào một khu chợ ở Morocco. Mặc dù gia đình Sophie mới trải nghiệm được nửa chuyến đi, nhưng cô ấy muốn trở về nhà vì kỳ nghỉ chẳng có gì thú vị khi bố mẹ luôn cãi nhau trong suốt hành trình. Một lúc sau, gia đình Sophie lên tàu rời Morocco. Trong lúc Sophie đang nói chuyện với mẹ trên boong tàu thì cô tình cờ nhìn thấy Hannah. Sophie lập tức chạy đến chỗ Hannah. Hai người nói chuyện khá vui vẻ. Sophie đã mang đến cho Hannah những hương vị đầu tiên của thế giới thực, nơi khác biệt hoàn toàn với thế giới biệt lập của cô ấy trước đây. Trong khi đó, bố mẹ của Sophie đang tỏ ra lo lắng vì không thấy cô ấy đâu. Bất ngờ, cô ấy dẫn theo Hannah quay lại. Sophie muốn Hannah đi cùng xe với gia đình mình, nhưng cha cô nhất quyết không đồng ý. Sau khi mẹ của Sophie thuyết phục, cuối cùng ông ấy cũng đồng ý để Hannah qua giang đến Pháp. Tuy nhiên, tung tích của họ đã bị người của Marissa phát hiện. Trên đường đi, bố mẹ Sophie luôn hỏi về cuộc sống của Hannah. Cô ấy trả lời tất cả những gì đã được ông bố lập trình trước đó. Tuy nhiên, khi được hỏi cô đã học năm mấy, Hannah tỏ ra bối rối cho đến khi Sophie gạt sang chuyện khác. Trong khi đó, Marissa đến tìm mẹ của Eric tên là Sarah. Marissa đoán rằng Eric sẽ tới Đức và hỏi anh ấy có liên lạc về với gia đình không. Cô ấy không tin khi Sarah nói rằng bà tưởng Eric đã chết, đồng thời dặn Sarah phải gọi cho Marissa ngay khi Eric liên lạc về. Lúc này, Eric đã đi đến một dòng sông ở Ba Lan. Sau khi bôi thuốc chống cá mập lên người, anh ấy gói ghém ba lô cẩn thận và quyết định vượt sông. Cũng trong đêm hôm đó, Hannah cùng với gia đình Sophie nghỉ ngơi tại một khách sạn. Sophie trang điểm cho Hannah, sau đó dẫn cô ấy đến một vũ trường. Hannah tỏ ra khá lạ lẫm khi thấy mọi người nhảy nhót và hồn nhiên hôn nhau giữa chốn đông người. Sophie đưa cho Hannah một ly vodka nhưng cô ấy từ chối vì cho rằng rượu sẽ làm chậm phản ứng của cô ấy. Tuy nhiên, cuối cùng Hannah cũng uống theo Sophie, sau đó quẩy tưng bừng chẳng khác gì những thanh niên thành thị. Trong khi đó, người của Marissa đã tìm đến khách sạn nơi mọi người đang nghỉ lại qua đêm. Họ đột nhập vào phòng khách sạn trong khi em trai Sophie đang ngủ say, sau đó lấy đi khẩu súng trong ba lô của Hannah. Cùng lúc đó, Hannah bắt đầu cảm thấy trong người lâng lâng men rượu. Đúng lúc đó, có hai anh chàng đi đến và buông lời tán tỉnh. Chỉ ít phút sau, họ đã trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào của mình. Tuy nhiên, Hannah tỏ ra rất vụng về không cho anh bạn mới quen chạm vào người.
nhưng ngay sau đó cô ấy chủ động lao đến như muốn nuốt sống anh ta, khiến Sophie phải ngăn lại và kéo cô ấy ra về. Sophie dạy Hannah rằng đừng phải lòng bọn con trai. Cô ấy muốn kết bạn Snapchat để liên lạc với Hannah, nhưng Hannah như sống ở một hành tinh khác vậy. Cô ấy nói rằng mình phải đến Berlin để gặp cha, đồng thời đưa cho Sophie một tờ giấy ghi kết quả xét nghiệm ADN của Hannah. Tuy nhiên Sophie không thấy có gì đó bất thường. Cô ấy đưa cho Hannah một chiếc vòng để nhớ về tình bạn của hai người. Rạng sáng hôm sau, Marissa đã tìm thấy xác của một số nhân viên cảnh sát và nhận ra Eric đã bơi qua Ba Lan. Một lúc sau, cô ấy nhận được báo cáo rằng người của cô ấy đã tìm thấy Hannah. Họ sẽ bắt cô ấy sau khi rời khỏi gia đình của Sophie. Trong khi đó, đã đến lúc Hannah phải chia tay mọi người. Sophie đưa cô ấy vào nhà ga để chờ tàu. Nhưng Hannah nói rằng cô ấy không muốn đi. Sophie ghi địa chỉ nhà của cô ấy cho Hannah và nói rằng cô ấy có thể đến bất cứ khi nào cô muốn. Trong lúc hai người bịn diện chia tay nhau thì Hannah phát hiện có rất nhiều người đang theo dõi mình. Hannah lập tức yêu cầu Sophie quay về với gia đình của cô ấy rồi rời đi. Sophie cố tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra với Hannah, nhưng đúng lúc đó thì người của Marissa đi đến. Sophie sững sờ khi thấy Hannah hạ hai người đàn ông trong nháy mắt. Nhưng một tên chĩa súng về phía Hannah, lập tức cô ấy tóm một người đàn ông khác nhảy xuống tầng trệt. Sau khi đánh gục bọn chúng, Hannah lấy súng bắn chỉ thiên khiến mọi người trong sân ga sợ hãi chạy toán loạn. Sau đó cô ấy định bóp cò giết chết người đàn ông thì Sophie ngăn lại. Hannah dừng tay và chạy ra ngoài sân ga. Cô ấy cố gắng đuổi theo đoàn tàu vừa khởi hành trước đó rồi nhảy lên tàu trước sự kinh ngạc của Sophie. Hannah sẽ xoay sở như thế nào trước sự truy tìm gắt gao của các đặc vụ CIA? Các bạn hãy đăng ký để đón xem phần tiếp theo nhé! Tạm biệt các bạn!